Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Thôi xong các bạn ơi. Ui. Mày tưởng là mày ăn được chị à? Mày ăn được sĩ kẹo à? Mày ăn được nàng hề ma quái hả? Ok. Tưởng chơi anh mà dễ hả? Em ơi, xanh mộ cho em. Có súng mà ngon à? Đây mình sẽ trang bị luôn cái tay súng 3 các bạn ơi. Thế là thừa một cái băng đạn level 2 nhá. Mình sẽ qua mấy căn nhà khác mình loot thêm đồ coi. Thanh niên này định ăn sĩ kẹo anh em ơi. Có con dao này. Bên này sẽ là AN94 nhá. Ok này. Qua phía này con nào anh em ơi. Wow. Có đây một cái băng đạn này, tuyệt vời. Ông ngắm nữa nha mọi người. Let's go, qua bên này. Lấy tạm khẩu P90 nha anh em. Ok, đã có được một cái báng súng level 1 nhá. Ổn. Thế thì ngon rồi nha em. Vứt cái báng súng này đi nha. Từ từ các bạn ơi. Đó, và mình sẽ qua phía này. Lên xe cửa đá mọi người ạ. Wow, ở đây. Ở đây có ngay một đứa nha anh em. Đậu xanh em. Đậu xanh em ơi, ui. Đậu xanh em ơi. Mày định làm gì vậy hả em? Ui giời ơi, combo này pha mát này cộng với tiểu liên MP50 này. Tưởng có combo này mà ngon hả em ơi. Nào, qua bên này coi. Có ngay một đứa ở phía này anh em ạ. Ui. Let's go các bạn ơi. Ngay chỗ nhà từng ấy. Ok, xanh mộ. Còn ai nữa không nhỉ các bạn ơi? Thế là mình cho 3 đứa xanh mộ rồi. Khu này chắc là chẳng còn ai đâu nhỉ anh em. Gắt quá, mình sẽ lên trên phía này. Hướng 330 nha. Ôi anh em ơi. Không được một ai cả. Ồ. Như vậy là kẹo mình chỉ có 3 kill thôi ít đấy. Nhanh thì mình qua mấy cái khu khác mình sẽ kiếm thêm mạng nha các bạn ơi. Ui. Chắc là mình sẽ ăn cái đường giáp này anh em ơi. Để có được giáp 4 nha. Quá đã, có giáp 4 quá ổn luôn. Đây cô đó anh em. Đây rồi các bạn ơi. Wow, lên trên nào anh em ơi. Không có ai cả. Ơ, có một cái hòm sắt này. Chắc là nó nhà bên cạnh nhá. Mình có mỗi bom keo thôi, mình không có lựu đạn cơ. Còn máu anh em. Ok. Lên trên nào các bạn ơi. Ui. Còn thịt chân anh em ạ. Hey. Trong nhà này hả? Lên luôn. Hình như là 3 đứa cả. Thế thì ghê rồi. À đâu anh em? Bên này à? Phải không vậy các bạn? Không phải. Thế mình lên thử máy coi. Máy không có anh em ơi. Thế xuống tạm tầng 2 cái đã. Tầng 2 này đâu phải đâu. What the hell, nó đâu rồi? Đâu vậy? Ui kẹo chạy như mày. Đây. Trong UAV không có, nó chạy rồi. À đâu?
bên nhà này thôi nha em ơi, tưởng gì. Đây rồi nha em ạ. Đây rồi, ui. Đây rồi các bạn ơi, đây rồi các bạn ơi, ui. Đây rồi các bạn ơi, nào. Một đứa đang ở ngay trên tầng 2 nha em ơi. Cạo quần máu cái đã các bạn ơi. Nào để coi em ơi. Xuống đây em. Đúng rồi, xuống đây em ơi. Hey. Nó chưa chịu xuống anh em ạ. Wow. À đây. À đây rồi. Ok, xanh ngộ nhé. Tưởng là chạy xuống mà ngon hả em. Đây mình sẽ nhanh mình kiếm thêm máu các bạn ơi, 33 này, các thứ này. Thêm máu nha anh em. Bom keo các kiểu này, lựu đạn này. Tuyệt vời. Toàn đồ ngon anh em ạ. Đây, trang bị nào thừa thì kẹo sẽ vứt đi luôn nha. Đó. Vứt đi cái nào số 1 anh em ơi. Đây gọi anh em ơi. Ơ nhưng mà quên mất là hiện tại thì kẹo mới chỉ có 4 túi máu thôi, thằng này có máu không vậy? Nó cũng chỉ có 4 túi máu thôi các bạn ơi, buồn ghê ta. Thế kẹo chạy qua phía này cả đã. Ok. Thêm máu nữa anh em ơi. 5 túi máu, ổn. Thế này thì ngon rồi anh em ơi. Wow. Mỗi tuần là người đâu? Người đâu vậy? Mình sẽ tranh thủ ăn cái nấm này cả đã. Ok. Vậy còn người đâu? 21 thần nữa thôi anh em ơi. Cố gắng kiếm trận top 1 nào. Qua phía này coi. Mọi thứ đang rất là yên lặng nha các bạn ơi. À đây. Đây rồi anh em ơi. Ui. Đây rồi anh em ơi. Ok đã xong. Thế là đã xong rồi nha anh em. Tuyệt vời. Khá là dễ phải không mọi người. Mình sẽ xuống cái thính mới ở ngay dưới kia. Ơ có xe này. Ơ có xe này các bạn ơi. Ui xe máy à. Xe máy solo vô ô tô hả em ơi. Đó em ơi đứng lại em ơi. Em ơi đừng có chạy. Đừng có chạy nha em. Úi dồi ôi mày chạy à. Úi dồi ôi em ơi. Mày chạy hả em. Mày chạy hả mây. Mày chạy hả mây. Ui mày chạy hả mây. Xanh mộ cho em. Ui xanh mộ cho em ơi. Đã xong nhé. Ui có cả ổ da cả. Thế thì ngon. Hình như là vậy các bạn ơi. Ơ không có. Thằng nào lậm gì cơ. Thằng nào lậm rồi nha em ơi. Ổ ngắm đích nè. Tuyệt vời. Đâu. Ngay phía trên có người nha em ơi. Let's go. Theo chân kẹo nào anh em ơi. Phía này các bạn ạ. Wow. Chắc là nó ở trong nhà. Chắc là mình ăn tạm cái nấm cái đã. Ăn tạm nấm cái đã này. Ok. Chờ bao thu thôi mọi người ơi. Người đâu. Không có ở đây. Không có ở đây các bạn ơi. Thế chúng nó đâu rồi, vừa thấy bắn nhau căng lắm mà anh em. Bây giờ lại không thấy à. Thôi kệ. Ồ. À đây, tưởng gì. À đây tưởng gì. Bạn tưởng là mình không nghe thấy à. Ui. Ê bạn ơi. Bắn nhau ghê vậy, bắn nhau ghê vậy. Ui. Mình sẽ còn máu cái đã các bạn ơi. Ui. Chạy nhanh vậy. Thằng này giáp trâu vậy anh em. Giáp trâu vậy anh em ơi. Gian mà trâu quá các bạn ơi. Mình xem mình có thêm máu anh em ạ. Ui, cái đậu xanh. Như này kẹo xanh mậu rồi, đây còn máu cái đã. Gì thì cũng phải hết sức từ từ anh em ạ. Phía trên à. Đậu xanh kiểu này là bị hai đứa nó quay cho thì xanh mộ. Nào. Chạy qua đây đi em. Nó đang ở cái nhà phía 150 anh em ơi. Qua đây em ơi. Đúng rồi qua đây em. Đúng rồi qua đây em ơi. Đúng rồi qua đây em ơi. Ui nào. Đúng rồi qua đây em ơi. Qua đây em ơi. Ui qua đây em ơi. Nào. Qua đây em ơi. Ok xanh mộ nhé. Tưởng gì. Anh lại sợ chủ quá cơ. Mình sợ cho nó quá nhỉ anh em. Nhiều đó ngon này. Bom ke là lựu đạn này. Đó tuyệt vời.
có chả chơi mông luôn. Bây giờ là kẹo full đồ tím rồi anh em ơi. Đồ quá là chất chơi người dơ rồi nhá. Ơ kẹo đang ít đạn nào xuống tôi liên này. Lượm thêm, ok tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ nhanh chóng mình chạy bo thôi anh em ơi. Chắc là chạy bo đường dưới cho nó an toàn này. Đường trên nó lại đang dính ngay cái vùng Dengar anh em ơi. Chạy đường dưới cho an toàn nhá. Ok các bạn. Còn lại có 9 đứa nữa là mình đã có thể là giành lấy top 1 ở trong cái ván đấu này rồi anh em ơi. 9 mạng nữa thôi nhanh mà anh em. Let's go nào các bạn ơi. Cố gắng trận này kiếm top 1 nha anh em. Cả đang có 8 mắt xem này. Với lại 8 bong keo này anh em. Không có xe ngon đấy, mày có xe này dởm quá cơ. À đây, có người à? Đậu xanh. Đậu xanh ơi, mày chạy à? Mày chạy à? À, mày chạy à? Xuống xe em ơi, ui. Xuống xe em ơi, ui, nó chạy xa quá rồi. Nó chạy sang quá rồi anh em ơi, đâm ra là không sợ được nó ấy. Ây. Tránh ghê ta đây, mình sẽ chạy qua phía này coi. Biết đâu là sẽ tìm được nó thôi các bạn ơi. Uầy uầy. Xe nào chạy ghê vậy? Xe này à? Xuống xe mày, xuống xe mày, xuống xe mày. Đúng rồi, xuống xe em ơi. Mày chạy xe với anh à? Uầy, tưởng là chạy xe mà ngon à? Ở đây có ai không vậy anh em ơi? Có một cái xe không thôi. Chưa thấy người các bạn ạ. Mình sẽ chạy vào bo theo phía này. Đó, chạy bo thôi nha em ơi, còn lại 8 mạng này. 8 mạng nữa là chúng ta đã có thể là giành lấy top 1 rồi nha em ơi, cố lên. Đây đây, cố lên. Cố lên luôn nha. 7 kill rồi nha em ơi. Wow. Cố gắng kill vài mạng nữa top 1 là vừa ở đây, còn lại 6 đứa đây. Chắc là sẽ dễ kiếm top 1 mà thôi nha em ơi. Ở đây có lẽ như là các bạn ấy bằng nhau càng quá nhỉ. Vào bo trước cái đã. Ui. Đậu xanh. Không nhảy được. Hay là mình chạy qua thính một xíu nhỉ anh em. Có nên chạy qua thính một xíu không nhỉ anh em. À đây. Có người à? Có người à? Đậu xanh. Có người à? Ok, lên bảng điểm số nha em ơi. Chăm chỉ lút đồ quá nhỉ. Thanh niên chăm chỉ lút đồ này. Ok, có giảm thanh luôn. Quá ổn anh em ơi. Trang bị giảm thanh nha mọi người. Kiểm tra làm sao con nào. Hòn sắt thật này có mỗi màu đó một thôi. Mình sẽ qua phía này coi xem là có dai không anh em ơi. Chắc là có đấy. Thử coi. Bom keo còn mới đây. Quá là nhiều bom keo anh em ạ. Đây. Mình sẽ vứt bớt đi những cái đồ không cần thiết nhá. Bốn ý các kiểu giảm thanh mình có rồi, không cần đâu. Đang chơi pha mát anh em ạ. Wow. Người đâu cả rồi. Mình sẽ vào trong bo trước nha các bạn ơi. Phía sau này, à đây. Phía sau này, à đây. Ui, à đây. À đây, chạy bo này em ơi, chạy bo này em ơi. Chạy bo này em ơi, ui. Chạy bo này em ơi. Ok, xin mộ này, chạy bo này em ơi. Thế là xong nha các bạn ơi. Ok. Lắng nghe từng chân nào anh em ơi. Còn lại 3 mạng nữa nhá. 3 mạng nữa là chúng ta được top 1 rồi các bạn ơi. Hiện tại thì cả đang có đó là 12 mắt xem nha. Gắt nhỉ anh em. Anh em lại bảo là không gắt đi. Nào nào. Mình sẽ qua phía này thử coi nào. Ở nhà này có lẽ là đang an toàn nhất rồi các bạn ơi. Mấy nhà kia trông có vẻ như là nó nguy hiểm thật. À ở đây. Có người à? Người làm sao vậy? Hòm sao anh em ơi? Có vẻ người. Thế chúng ta chờ người nha anh em. 18 giây nữa này. Căng ở nhà các bạn ơi. Căng quá, căng quá. Kẹo sợ quá đây anh em ơi. Ui, hồi hộp quá nhỉ. Ây da. 3 mạng nữa. Chắc là ở trên à? Ở trên không có đứa nào anh em ơi. Căng, căng, căng ở nhà. Căng quá nhỉ. Wow. Ui.
Mấy cái nhà phía này thì sao nhỉ anh em ơi? Chưa thấy ai chạy bo này. Bo vẫn đang thu mọi người ơi. Wow. Kẹo chưa thấy đứa nào chạy bo ấy. Nó vẫn đang trong nhà à? Wow. Hình như là mình ở ngay sát bo này. Ê bo đứng lại đứng lại. Đứng lại bo đứng lại bo. Ok quá đẹp. Bọn này quá đẹp nha các bạn ơi. Bây giờ là chỉ cần chờ cho nó chạy bo thôi các bạn ơi. Bọn này quá đẹp rồi. Ở phía dưới cả. Ê, cho nó trong bo nha em ơi. Còn kẹo ngoài bo này không sao. Tí kẹo chạy sau nhá. Ngồi tạm đây. Ơ đậu xanh. Còn lại tận 3 đứa cơ mà. 3 đứa mà cảm giác im lặng thế nhỉ anh em. Đứa nào cũng im lặng này. Đứa nào cũng im lặng anh em ơi. Ui. Trận này là toàn các cái nooper chân chính rồi anh em ạ. Căng vậy ai chơi. Ui. Đã có tiếng súng nha anh em ơi. Có tiếng súng rồi nhá. Đây anh em. Đây kẹo chạy vào trong này trước nha. Trong này trước nha. Ui đậu xanh. Ui. Cả đậu xanh mê. Ok sinh mộ này. Tuyệt vời các bạn ơi. Đậu xanh. Ui. Em ơi làm gì vậy hả. Ui. Em ơi làm gì vậy hả. Ui làm gì vậy hả. Bạn ơi các bạn ơi đừng làm mình sợ nha. Qua đây em. Qua đây em. Qua đây em. Ok sinh mộ này. Tưởng gì. Nó chạy qua này. Mà chạy qua à. Mà chạy qua hả mày? Chạy qua hả mày? Ui. Chạy qua hả em? Anh lại sợ quá nhỉ? Đậu xanh em. Ui. Nhân giống này tuyệt vời. Úi giời ơi. Các bạn định ăn mình nhỉ? Ten ten ten. Tôi một xử nha mọi người ơi. Ok. Như vậy là ở trong cái ván đấu này thì mình đã có được top 1 với 12 kill nha các bạn ơi. Bộ trang phục nàng hề mang quá này. Ghê chưa anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.